Dạ cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ, dạ đạo tràng chúng con đã đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn cho chúng con được học hữu vận duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 77. Dạ Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ đạt con kính lễ chư đại đức tăng Tịnh Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng quý vị có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Dạ cũng may mắn lúc nãy cô Nhật Quỳnh gọi điện thoại cho Tịnh Đạt, lúc đó thì Tịnh Đạt mang điện thoại ở trong người, chứ bình thường cũng để sạc pin ở trong phòng và đi lên lớp học. Cho nên cô gọi cô không biết chuyện gì, cô nói rằng cứu con, không biết cứu cái gì. Cuối cùng là cái buổi giảng ngày hôm nay bị các vị giảng sư không có lên, đang bận không có tham gia được, cho nên diễn đàn chúng ta đang bị trống. Thay vì hôm nào ngày trống thì chúng ta sẽ nghe pháp qua những tức là mở băng, nhưng mà Tịnh Đạt thấy rằng các quý vị cũng rất là hoan hỷ trong cái lớp học này, thì thôi Tịnh Đạt cũng ráng tranh thủ cái lớp học tại chùa. Bởi vì quý vị biết thì trong 3 tháng hạ tại chùa Tịnh Đạt đang ở chùa Thuyết Trung Tăng đó, thì có cái sự sinh hoạt tích cực hơn những cái thời gian khác trong năm. Thực sự ra nó tích cực hơn thì cũng là những căn bản thôi, nhưng mà có cái sự tích cực đó là tất cả chư tăng đều phải tham gia hết, chứ không có tất cả tăng ni giới tử sa di trong chùa đều phải tham gia hết, chứ không phải là hôm nào siêng thì tham gia, hôm nào không siêng thì không tham gia. Giống như là những cái căn bản công phu sáng chiều, rồi quét dọn, rồi những cái thời gian ôn bài, những cái thời gian ôn bài tập, thì đó là cho nên mình có một cho Tịnh Đạt thì lúc đó là đang trong cái giờ lớp học ôn tập cuối ngày, ngày nào cũng phải vậy, ngày nào cũng ôn tập tầm 1 tiếng đồng hồ như vậy, tụng kinh xong rồi ôn tập từ 5 giờ tụng kinh rồi tới ôn tập 7 giờ, tới 7 giờ mới xong. Dạ thì hôm nay thực sự ra thì cái bài học ngày hôm nay là câu câu số mấy à, câu số 77. Câu số 77 Tịnh Đạt cũng chưa có xem bài trước, chỉ xem sơ qua thôi, thì để đóng góp không có mất cái thời gian mà quý vị uổng công hôm nay chúng ta tranh thủ cái thời gian và cái công sức lên trên đây để mà ôn đọc lại những cái câu Phật ngôn, thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ những gì mà mình có thể làm được qua câu Phật ngôn này quan hệ cho. Trước khi đi vào trong cái buổi học ngày hôm nay thì Tịnh Đạt xin cung kính chư tăng và quý vị chúng ta cùng nhau lễ Phật. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivadeni Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Sathu Sathu.
À, tại vì còn thêm một ý nữa, đó là theo cái lịch sinh hoạt ở diễn đàn Pháp Cú Kinh đó, thì từ trước tới giờ, từ lúc mà để pháp tính tu hành đó, cứ một tuần như vậy thì chúng ta sẽ học tổng cộng đó là thứ hai, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu là môn pháp cú. Và cái ngày nào mà vị giảng sư bận hoặc là không có thể giảng trực tiếp được đó, thì xem như là cái câu kệ ngôn pháp cú đó được thông qua, không có giảng lại trong cái ngày kế tiếp. Thí dụ như là ngày hôm nay là ngày câu số 77, do là thần tọa Minh Mẫn, đệ đức Minh Mẫn không có tham gia được đó, thì sẽ cái ngày hôm sau là ngày thứ năm thì đại đức Tuệ Nhẫn sẽ tiếp tục có là câu số 78, chứ không có quay lại câu số 77. Và cũng chính lý do này mà Tịnh Đàn cũng mong rằng ít nhiều đóng góp để chúng ta có được cái bài học đầy đủ. Câu kệ ngôn số 77 ngày hôm nay chúng ta học đó là thuộc về phẩm Panditá Quốc Khá, phẩm hiền trí. Dạ, phẩm hiền trí. Câu số 77 có nội dung như sau. Ô adiya nu sa seya asapha cha ni waraye satan hi so piyo hoti asatan hoti apiyo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Chúng ta cũng sẽ học đầy đủ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Người có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn chặn điều không tốt lành. Thật vậy, đối với những người tốt thì người ấy được thương mến, đối với những người không tốt thì không được yêu mến. Bản dịch văn xuôi của Ngài Yena Chanda Chánh Thân. Câu đầu tiên đó là Ô Quá Đây Gia Nú Sa Xê Giá. Nhà có vị nào giúp cho cái phần sơ lược cái câu ngữ vựng này không ạ? Có cô Nhật Quỳnh. Ô Quá Đây Gia Nú Sa Xê Giá. Ô Quá Đây Gia Nú Sa Xê Giá được kết hợp với hai từ là Ô Quá Đây Giá và Anú Sa Xê Giá. Ô Quá Đây Giá là sự khuyên nhủ hay sắc tấn. Anú Sa Xê Giá. Anú Sa Xê Giá là sự chỉ dạy, hướng dẫn. Quý vị còn nghe được âm thanh không á? Dạ, alo. 1, 2, 3. Dạ, vâng vâng. Dạ, cảm ơn quý vị. Ô quá đây gia nu sa xê giá là sự khuyên nhủ, sự hướng dẫn. Asapha chaniwa ra dê. Asapha cha ni wa ra ye. Asapha là tránh, hay là ngăn chặn. Asapha là cái điều ác, cái điều quấy. Nếu quá chặn hay là Asapha Chaniwa điều ác
điều ấy. Nếu qua đây là ngăn thứ ba sát tao ví dụ asan hiti san hito tăng sát tăng là đối với người người không phải không phải đối với người người tốt đối với người tốt sát tăng ở đây nó có hai cái nghĩa đó là cái chữ sát tá ở đây nó có hai cái nghĩa đó là cái nghĩa thứ nhất là nó bắt nguồn giống như là cái từ sát tí là niệm á là cái người có cái sự định tĩnh còn cái chữ sát tá nó cũng có cái nghĩa đó là cái người khéo được huấn luyện cái người tốt quý vị chờ cho chút xíu sát tăng hí so pi yo hồ tí ha sát tăng hồ tí a pi yo cái chữ sát tăng ở đây mình lấy cái nghĩa là cái người mà có cái niệm trong cái từ giống như là gần như cái từ có sát tí là chánh niệm samma sát tí thì sát tí sát tát là cái người nói sao đây trong cái bản của ngài thì gọi là cái người tốt cái người tốt, cái người hiền thiện. Hí là thật vậy. So Piyo là cái người đó được yêu thương. Piyo là thương yêu, thương mến. Satan hi so Piyo ho ti. Asatang hô tí apiyo Asatang là cái người trái ngược lại là cái người không tốt là cái người tệ hại hô tí là và apiyo là không có thương yêu chữ apiyo đây nó là giống như chữ piyo mình chứ nó thêm cái từ ná phía trước nó phủ định lại thì chúng ta có cái từ apiyo là cái sự không có thương yêu thương mến asatan ho ti apiyo satan hiso piyo ho ti asatan ho ti apiyo nha như vậy là chúng ta đã sơ lược qua cái phần ngữ vựng của câu kệ ngôn này ho wa deya nu sa seya sa cha ni wa ra ye satan hiso piyo ho ti Asatan ho ti apiyo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu bị người ác không thích hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức là ai khuyên kẻ khác làm lành ngăn ngừa niệm dữ pháp hành gắn tu người hiền cảm kích kính yêu còn người xấu ác ra điều chẳng ưa. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á.
Cái phần tiếp tiếp là chúng ta nói về cái duyên sự cũng ý nghĩa của câu kệ ngôn số 77 này. Cái duyên sự này thưa quý vị liên quan đến ở đây dùng cái từ là ác tăng asacchipuna pasukavatthu là cái vị ác tăng. Dùng ác tăng thì chúng ta cũng có thể hình dung, nhưng mà cái từ ác tăng này chúng ta hình dung ở mức độ nào thì cũng tùy theo cái phần giải thích. Bởi vì ác ở đây nó không phải giống như là cái người ác mà ở cái xã hội mà chúng ta nghĩ. Quý vị chờ cho tí xíu, cho tình đạt tìm được chỗ này. Ở trong về Vinayavitaka, cái phần luật của các vị tỳ kheo đó, thì cũng có một cái trường hợp liên quan đến cái vấn đề gọi là các vị asacchi punappasukha. Cái này đúng ra đó là phải được hiểu, đó là nhóm của vị tỳ kheo, nhóm Asachi và Punappasukha là hai cái tên trưởng nhóm. Dạ, hai cái tên trưởng nhóm trong cái trường hợp mà chúng ta đặt ở cho cái duyên sự này. Cái phần mà ác tăng thì phải nói là cái phần này là cái phần không phải là dịch, mà là cái phần ý nghĩa của cái duyên sự mà được đặt cho cái tiêu đề. Còn cái tiêu đề cho cái duyên sự này đúng ra là cái tên của hai cái vị trưởng nhóm. Và hai cái vị trưởng nhóm này kêu mà là ác tăng thì nó cũng hơi khó hiểu, tại vì thật sự ra là các vị dễ vui hay quá chớn, mà chúng ta cũng có thể nói là vậy, dễ vui hay quá chớn, chứ không phải ác tăng ở đây là giết người, cướp, là hãm hại, hay là làm cái chuyện mà xã hội phải lên án, ác tặc. Mà là cái hành động của các vị này không được thích đáng, cần phải được chư tăng nhắc nhở. Nếu mà có sự nghe thì các vị tiếp tục là vẫn là những cái vị tỳ kheo xuất gia. Còn quý vị, các vị nào mà sau khi được Đức Phật và chư tăng nhắc nhở mà không nghe lời hay là cứng đầu thì phải bị trục xuất và khỏi cái trú xứ đó. Tại vì ở trong cái phần tóm tắt duyên sự của cái tích truyện này, đó là Đức Phật ngài nói đến cái nhóm các vị tỳ kheo này ở tại khi ngài ngự tại Chetavana. Thì cái nhóm mình gọi là nhóm các vị tỳ kheo dễ vui đi, các vị này thì phải nói rằng sống ở một cái khu vực xa, ở miền núi Ký Tát. Và khi mà sống xa như vậy thì các vị có một cái lối hành xử, cái lối tiếp cận pháp một cách rất là hời hợt. Và quý vị biết rằng khi mà không được học, khi mà xuất gia mà không được học hay không được các vị thầy đỡ đầu nhắc nhở răn dạy thì bản tánh, bản chất xấu của các vị này trở nên rất là dễ vui. Các vị này ở trong cái tạng luật của quý vị nào có cái thời gian chúng ta đọc lại, chúng ta rất là rõ hơn cái phần duyên sự của cái câu kệ ngôn pháp cú này rất là nhiều. Các vị này rất là nói chung là mình dùng cái từ dễ vui cho nó dễ nghe. Còn bình thường á, nếu mà chúng ta dùng cái từ mà bình dân á, thì chúng ta nói là rất là quậy,
quậy mà chịu chơi. Họ, các vị này là đi sao ta, trang trí rồi đeo bông đeo hoa rồi rồi ca hát rồi ăn uống rồi nhảy múa rồi làm trò rồi đố chuyện kể chuyện cười múa múa hát, nói chung là tất tần tật những cái gì đó là gọi là dễ vui, thì các vị này đều rất là xa đọa trong đó. Và đặc biệt là những cái trò này đều có tham gia những người nữ nha, những người nữ tham gia. Cho nên á, dễ vui đã là một cái điều xấu rồi, không nên rồi, mà bây giờ lại chung chạ, lại chung vui nhiều người với người nữ như vậy thì nó quá là khó coi. Nhà nó quá là khó coi. Thì lúc đó Đức Phật ngày khi mà ngài biết tin đó, thì ngài đã cho các vị đệ tử thánh đệ tử của ngài đó để mà dạy dỗ răng nhắc nhở cho cái nhóm tỳ khưu này. Và khi mình được nhắc nhở như vậy đó thì có một số vị đã biết hổ thẹn xin sám hối, còn một số vị thì không có chịu quen. Thì lúc này dạy cho cái cách đó là phải hợp tăng và trục xuất khỏi cái vùng cư trú đó, không cho ở đó nữa. Không có cho ở đó nữa, tại vì ở đó làm với cái việc này đó thì cái người tại gia cư sĩ đó bất mãn, bởi vì họ tin tưởng tâm bảo bằng cái trong sạch, mà khi nhìn ảnh này phải là thời Đức Phật đâu, mà ngay thời bây giờ mới bị gặp những cái cảnh này. Phải nói rằng quý vị phải dè chừng tính của mình lắm, chứ không thôi là quý vị rất là dễ bỏ chùa bỏ đạo. Rất là dễ bỏ chùa bỏ đạo. Cái vấn đề này tình đạt muốn trình bày luôn, đó là quý vị có nghĩ rằng tại sao trong thời Đức Phật, Phật còn hiện tiền, chư thánh tăng còn hiện tiền, Phật pháp đang là đỉnh điểm cao, được các những người giàu có gia chủ ủng hộ một cách mạnh mẽ, mà lại có những cái trường hợp mà mình thấy không thể nào xuất hiện được ở trong tăng chúng. Thời bây giờ thì cách xa là quá xa rồi, thì đôi khi chúng ta nghe cái này nghe cái kia thấy cái nọ thì nói chung là chúng ta còn có cái để tối thượng. Nhưng mà ở trong thời kỳ Đức Phật ngay trong lúc đó thì tại sao lại có những cái trường hợp này nó xảy ra như vậy? Còn nếu mà như chúng ta bây giờ với cái niềm tin mà chúng ta học Phật pháp bây giờ, mà chúng ta nghĩ rằng gặp được Đức Phật hay các vị thánh tăng thôi, hoặc là ngay cả gặp một cái vị chân tu thôi, thì chúng ta đã là may mắn quá đỗi rồi. Nhưng mà tại sao có những cái sự kiện này nó xảy ra mà không thể tưởng tượng được? Thì quý vị biết rằng cũng chính vì cái lý do đó là Phật pháp đang trong cái thời hưng thịnh bậc nhất, tức là còn Đức Phật tại tiền, còn chư thánh tăng và được quần chúng ủng hộ, thì đại đa số những người ở những cái tầng cấp, tầng lớp giai cấp thấp, và đại đa số những người có một cái ý định đó là nương nhờ ở trong Phật pháp để mà mưu sinh, có nhiều cái lý do mà họ xuất gia vào trong pháp. Và chính vì cái những cái lý do mà không có cho nên mà được vua chúa hay là các người gia chủ đại gia hào ủng hộ đó, phải nói rằng họ rất là bê tha. Thì nó không có cái gì là quý vị Tịnh Đạt đã cũng không ít mấy vài lần đã
đã nói điều đó là chúng ta một lần đọc qua cái phần tạng luật ở trong ba tạng luật, thì quý vị sẽ thấy rằng cái đời sống của Đức Phật và chư tăng thời nó rất là gần gũi. Có những cái chuyện nó xảy ra mà ngay cả bây giờ chúng ta không thể tưởng tượng. Nè, tạng luật nó hay lắm. Có những cái chuyện mà rất là đời thường mà trong kinh tạng hay là tạng vi diệu pháp thì chúng ta không có thể bắt gặp được. Đó là cái lý do mà tình đang nói rằng ở cái thời kỳ nó cũng có mặt trái và mặt phải, và cái người có trình độ là người thấu suốt cả hai mặt trái và mặt phải. Cái người trình độ là sao? Tức là khi đi chùa, khi học đạo học pháp, họ lựa cái hay cái tốt, họ lựa cái gọi là giúp ích được cho bản thân mình. Còn những cái không hay không tốt, những cái mặt trái ở trong chùa hay là mặt trái của cái việc mà đến lớp học, thì do cái khả năng đào thải thanh lọc của họ, họ không có màng. Còn những người mà không có trình độ hoặc trình độ thấp á, lúc nào mà chùa lớn Phật linh tăng đông thì đi, pháp sư thuyết rành mạch được nổi tiếng thì đi thì nghe. Còn chùa nào mà lụp sụp tăng y thì mặt cũ mềm, chùa thì nhỏ, thì hoặc là đi ra đường mà gặp ông sư ông không có đàng hoàng, hay là gặp cái vị nào đó mà nói chuyện không có đứng đắn, tự nhiên cái do cái thiếu trình độ hay là thiếu cái hiểu biết hay là khách. Đạo Phật là vậy, đạo Phật nói vậy chứ đâu có hay ho gì, rồi cuối cùng là bỏ đạo bỏ chùa. Thì cái khả năng học Phật nó cái khía cạnh, nhưng mà cái khả năng để mà hai mặt trái và mặt phải thì phải nói rằng cái đó một cái trình độ. Cái trình độ ở đây nó không phải đơn thuần đó mà chúng ta nghe người là cái sự nhận thức, và khi nó được ở trong tu tập là sao? Không, độ ở đây không phải là cấp hay là khổ. Thì nhìn cuộc đời này nó rất là đẹp, nó rất là sướng, nhưng mà khi khổ là họ chịu nổi, khi khổ chịu nổi. Người mà cái trình độ thức biết cả hai mặt trái và mặt phải, có già có bệnh có chết, có tốt có đẹp thì có, thì cái ngủ cái người đó không có khổ. Thì quay lại cái câu này 17 mà Tịnh Đạt muốn nói rằng này. Chúng ta tìm hiểu pháp để tu mà phát triển tu dòi cho đó là điều tốt, nhưng thực tế đó là khi mà đi đến lớp học hay là tham vấn đến một bất cứ một cái pháp môn nào đều cần phải có cái trình độ nhận thức, chứ chúng ta đừng có hoàn toàn mà đặt cái niềm tin một cách không có chọn lọc.
Và khi làm được cái điều này thì phải nói rằng giúp ích được trong cái công trong cái đời rất là nhiều. Những khuyên dạy khác làm ác được người hiền kính yêu. Khác không thích. Cái câu chuyện về những cái vị kheo mà không có đứng đắn đàng hoàng, những vị tỳ kheo trong cái duyên sự pháp cú nó rất là tóm tắt ở trong cái phần mà giật và chi tiết đọc bên đó cũng dám tin trường hợp gì, nhưng điều đó là và với cái lòng nào nên làm và bất khả kháng thì Đức Phật là mới dùng biện pháp đó là trục phạt. Vì bạn ngăn người khác là điêu vì người thích. Có một ý nữa đó là mà người hiền với người ác yêu mến đó, thì phải nói là một cái cách rất là đối với tình đạt rằng cho mình không phải là mà không là người ác, hoặc những cái người trong cái họ không phải ngọt, cho nên mình hoàn tốt nhẹ hoặc đi ta của mình chưa có là cái người hiền, mình gia nhập những cái hội hiền thì thấy rằng không phải là luôn luôn lúc nào cũng bị ghét đâu, mà cũng có nhiều người ta mến mộ, cũng như nhiều cái đối tượng đó là được thần tượng lắm, nó có cái tính chất tương đối như vậy. Quan trọng đó là hãy cố gắng hoàn thiện mình tốt nhất có thể, từ cái việc đó giảm bớt những cái nhiều chuộng về cái ngũ dục. Tình đạt dùng là chiều chuộng bản thân mình về cái ngũ dục đó là tại sao? Trong cái việc sinh hoạt của mình á, cái nhìn trong cái nghe trong cái nếm trong cái ngửi trong cái xúc chạm á, nếu mà chịu khó chúng ta để ý quan sát á, thì chúng ta sẽ tránh đi những cái gọi là tham ái, những cái gọi khó tránh đi gọi là bất mãn. Bởi chiều chuộng ngũ dục đó, cho nên là thích, hay ví dụ như là trong cái ăn hôm nay chúng ta có cái thực đơn cho cái buổi trưa, cho cái buổi tối,
là những cái món ăn mà mình thích, và chúng ta tìm một cách để mà có được cái món ăn, và nhất là những cái món tươi sống. Khi mà được như vậy thì sao? Thì nó thỏa mãn cái vị giác, và nó tăng trưởng cái sự dính mắc, cái sự tham đắm ở trong đó. Còn khi mà muốn mà do cái hoàn cảnh hay là do cái thời tiết hay là do bất cứ một cái điều kiện gì đó nó cản trở, thì cũng chính là cái thức ăn đó, cũng chính là cái vị giác đó, nhưng mà không có được đáp ứng thì nó sẽ sinh ra cái bức bối khó chịu. Cho nên bớt cái sự chiều chuộng trong cái ngũ dục đó, hưởng thụ ngũ dục, thì chúng ta sẽ tránh được những cái phiền não, những cái điều kiện dẫn đến cái sự tham ái là, hay là cái điều kiện dẫn đến cái sự bất mãn, khó chịu. Thì loanh quanh cái câu kệ ngôn pháp cú số 77 này, Tịnh Đạt cũng muốn xin chia sẻ quý vị như vậy. Về phần duyên sự thì phải nói rằng cái duyên sự này rất là khó để mà tiếp nhận. Rất là khó để mà tiếp nhận, mà thực sự đó là cái sự thật xảy ra ở trong cái thời kỳ Đức Phật và được ghi chép ở trong kinh điển, nhất là trong Tạng Luật. Và một cái điều nữa đó là hãy cố gắng đó là hoàn thiện bản thân mình một cách tốt đẹp, tốt nhất có thể, để khi đó chúng ta là những người thành phần, thành viên của những cái hội chúng hiền thiện, hội chúng tốt. Và đương nhiên thì trong cuộc sống, trong cái lúc sinh hoạt thì chúng ta không thể nào hoàn toàn là cái người thiền, người hiền, cái người hiền với là cái người khờ nó khác nữa quý vị. Cái người hiền, cái người khờ nó khác. Cái định nghĩa đơn giản là cái người hiền là cái người không ăn hiếp ai nhưng mà không ai ăn hiếp được. Còn cái người khờ đó là không ăn hiếp ai nhưng mà người ta có thể ăn hiếp họ được. Nó đơn giản cái định nghĩa mà chúng ta có thể là, chúng ta là cái người hiền chứ đừng bao giờ là chúng ta là cái người khờ. Và khi đó thì tự nhiên cái sự đồng điệu, đồng cảm với những cái người có tâm trạng, tâm lý giống nhau thì chúng ta sẽ là những cái thành viên, những cái thành phần ở trong cái, những cái thành viên ở trong cái hội chúng người hiền. Và người hiền thì luôn luôn được cái bậc thánh nhân, luôn luôn được những cái người hiền trí họ tán thán, yêu mến. Và đó là cái phần Thịnh Đạt muốn chia sẻ qua câu kệ ngôn pháp cú số 77 này. Mong rằng là sự đóng góp cho cái buổi học đột xuất ngày hôm nay, để cho tất cả quý vị ta có được cái sự đầy đủ trong cái bài học xuyên suốt trong cái diễn đàn pháp cú kinh. Một lần nữa thì Thịnh Đạt xin được kết thúc cái buổi học ngày hôm nay. Kính tri ân chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta đã cùng nhau tham gia và gìn giữ phát triển diễn đàn pháp cú kinh này. Một lần nữa Thịnh Đạt xin được kết thúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, mời cô Cẩm Vân.